gotta go do it. Tiếp theo là về câu lệnh dễ nhánh. Câu lệnh dễ nhánh thì có những loại nào ở đạn? Điều kiện đúng không? Đóng mở ngoặc L này đúng không? Đi đó Y Y này là đúng không? Không, không xóa. Hùng nhá, đúng 20 cái. Tôi nghe thấy em thế nào? Em nghe thấy không phải nhạc. Vậy em thế đứa nào nhá? Không thì ông giúp để chống 20 cái rồi. Hoặc là toàn bộ 3 đứa một cạnh, phải mỗi đứa 20 cái. Làm nào là một là chỉ ra cái gì nhá, hai là cả hai đứa phải chống. Tiếp tục nhá. Nào, tiến nhá nào. Được, 20 cái. Ta được 20 cái lại. Nhanh. Đã, switch. Switch. Đi ra. Sai. Chưa hết, switch còn. Case if L và switch case khác gì nhỉ? Switch case thì sau mỗi cần gắn biến thì làm gì có switch, làm gì có gắn biến. Bé ở với cái từ kiểu dạng mệnh đề với lại lý, tôi chẳng hiểu bao giờ. Giải thích cho tôi mệnh đề này đi. Ngày nào cái khác nhau của hai này nó cực kỳ cơ bản, nó không cao siêu như ông đọc ở trong máy tính đâu. Cực kỳ cơ bản đúng không? Dễ rồi. Nói hai câu xong. Nghèo đúng không? Ở đây số ít cũng chạy không đúng một trường hợp thì số trường hợp khác. Thì đúng là game cũng dừng lại hả? Đúng không? Nếu vào ít, rồi thì không chạy đeo nữa đúng không? Còn ở đây vào kênh 1 rồi thì nó lại không chạy cả những kênh vào bài nữa. Cũng tương đương nhau. Đúng chưa? Sự khác nhau của nó là gì? Không dùng bao giờ, chẳng biết nó khác nhau đâu. Đây, câu hỏi cuối cùng. Tôi yêu hơn khi nó tôi nhiều, nó lại điều kiện sẵn sàng. Chẳng liên quan. Nhất, câu lệnh email này chúng ta có thể sử dụng tất cả các toán từ so sánh. Bằng khác lớn hơn nhỏ hơn, nhỏ hơn bằng, lớn hơn bằng. Và tổ hợp các phép mixed y, tức là nhét vào đây nhét vào cái ít thì nhiều điều kiện
còn ở trong switch cây switch một giá trị tương đương hoặc là một viên. Sau đó case chúng ta có thể có nhiều case, và cái case này thì chúng ta sẽ chỉ có so sánh bằng giá trị, tức là giá trị ở cái biến này nó bằng với một trong những trường hợp này, chạy cũng có lệnh nhập với case và break ra, nó chỉ so sánh bằng được không, nó không so sánh với các cái trường hợp khác. Rồi mỗi thằng hai cái tự giác, một thằng đi nhắc, một thằng nghe nhắc. Thế sau ông phải tự tin lên tập đéo cần mình nhắc, nếu như mình chống ý đâu. Anh em không dò được ở phần trước, chống sâu được. Wow. Phải đảm cho nó được khỏe hả? Đấy là về thu lợi trên nhánh. Tiếp theo về vòng lặp. Có mấy lần vòng lặp nhỉ? Tiến mấy lần vòng lặp? Gợi ý luôn có hai loại, một loại vòng lặp không biết trước số lần lặp, có một loại biết trước số lần lặp. Loại không biết trước số lần lặp thì mình có 10 loại vẽ trước rồi đấy, hai loại à? Rồi, gồm họ ối này hả? Đúng chưa? Tôi biết thiếu đúng không? Đấy, này đúng chưa? Sai không? Đây, nó là thuộc về cái này. Rồi, ngoài, ngoài quay đi quay khác nhau ở đâu? Quay thì một lần xong với lặp lại, đu quay lại. Trả lời không? Không à? Rồi. Vòng for này chỉ dùng được với các cái mạch. Thường thường người ta sẽ dùng với các cái mạch mà có cái key là tương đương với index, tức là số bắt đầu số 0. Và thường các cái số index phải liền nhau thì mới dùng được vòng for, bất kể có tiến hay có lùi, tức là for i cộng cộng hoặc là i trừ trừ. Nó sẽ không dùng được với loại vòng lặp kiểu dạng và key value như này, ví dụ như name mang giá trị là tiến phải age bằng 20, nó không làm được cái việc, nó không lấy được các phần tử ở trong cái mạng này ra, bởi vì các key của nó, tức là bên bên phải cái dấu suy ra và bên trái cái dấu suy ra thì nó là chữ chứ nó không phải là số. Ở đây thì à, cái vòng for này thì chạy từ đô la y đúng không? Đô la y bằng 0 và đô la y nhỏ hơn cao của cái mạng thì nó
nó sẽ chạy từng phần tử một trong đấy, nhưng mà trong cái mảng này nó không có cái index cho nên không chạy được. Còn với vòng mà coi thì nó chạy được hết tất cả các loại mảng, bất kể là mảng index là key tương đương index hoặc là dạng key và text và value như này nó chạy hết. Đây là hai cái nó khác nhau rất là rõ ràng. Rồi, 20 cái. Tiếp tục. Yên tâm, sau mỗi một phần tôi lại quay lại tổng kết thêm phát nữa. Tiếp theo cho chúng ta 5 phút. Từ giờ cho đến 10 giờ, à đâu 9 giờ 44. Để tìm hiểu tôi về hàng số.
số. Hàng số là gì? Tổ. Hàng số là gì? Hàng số. Tên của một. Cái gì? Nói chậm hơn nào. Hàng số là một. Tên của một. Dẫn dẫn. Nó đơn giản ra. Lũ pi có gọi là số không? Cái này này. Có gọi là hàng số không? Bởi vì sao không gọi là hàng số? Có giá trị gì đâu? Nào, đấy này. Nó lưu ý nhé. Thứ nhất các bạn công nhận với tôi cái pi này là một hàng số. Ví dụ tôi nói chữ pi này và tôi vẽ nó ra thì các bạn đều biết đây là cái gì đúng không? Ở đây có ai không biết pi không? Không biết không? Có à? Kinh nhỉ? Rồi, thứ nhất, ai biết này? Và ai cũng biết là nó có một cái giá trị bằng 3,14 đúng không? Tất nhiên là còn khoảng 20 số phía sau thôi, còn quan tâm cả. Đúng không? Và cái số pi này có ai cãi nhau với chúng ta là nó sẽ có bằng 3,19 không? Không ai cãi nhau cả đúng không? Và sau này cái giá trị thì nó cũng không thay đổi nữa. Đấy, thôi. Hàng số là một thứ mà ai biết. Và nó có một giá trị không được thay đổi trong thời gian. Thế đó. Ngoài ra, đấy là ở trong thực tế, đấy là câu chuyện trong thực tế, chúng ta cũng có khá nhiều các hàng số. Nhưng mà trong cái việc lập trình của chúng ta thì chúng ta cũng hoàn toàn tự tạo ra một hàng số cho toàn bộ project của mình để giải, phải không? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Thì chúng ta có cách tạo hàng số như sau. À từ từ nào, đây là đêm nghĩa hàng số nhé. Còn cách tạo thì để hiểu được cách tạo ấy, thì chúng ta dịch cho tôi cái từ hàng số này từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Từ tiếng Việt sang tiếng Anh thôi. Hàng số vào translate.google.com. Ở đây nó nhìn cái hình của cái loa. Bấm vào đấy. Bật to loa lên cho cả lớp nghe. Đó, đó là gì? Constant. Đấy nhá. Đấy, khổ lắm của tôi phải dạy cả tiếng Anh đâu nữa. Constant. Đấy chưa? Constant. Đấy chưa? Constant. Thì là hàng số, hai thứ này đang hàng nhau đúng không? Thì ở trong nền lập trình của chúng ta trong PHP làm được trong PHP học. Và hầu như tất cả các cái ngôn ngữ khác, constant nó được định nghĩa bằng chữ constant và tên constant, ví dụ như name bằng một giá trị nào đó, có thể là text, có thể là số hay bất kỳ một cái gì. Bây giờ trong Java cũng thế, trong JavaScript cũng thế, trong C# cũng vậy. Không khác gì. Được chưa? Chúng ta thử nhá. Đấy, nó chuyển sang màu đỏ. Nếm. Được chưa? Bây giờ echo cái nếm này. Thế thôi. Chạy. Mang giá trị đúng không? Bây giờ constant nó khác với biến ở chỗ nào ở trong PHP? Thứ nhất về cách nó được tạo ra. Thì với biến thì chúng ta chỉ đơn giản là đô la rồi đúng không? Đô la đặt cạnh tên biến. Với constant thì chúng ta phải có cái chữ const và tên biến, à tên cái hàng số thì không có đô la. Được chưa? Nhưng mà nếu chúng ta cố tình đặt cái đô la vào đây có được không?
Như này có được không? Thử thử nghĩ nào. Xong nhỉ? Không được phép đặt cái dấu đô la vào tên biến, à, tên hàng. Và chúng ta để ý này, tập cho mình cái thói quen đọc và dịch những cái lỗi hiển thị ra ngoài. Syntax này nghĩa là gì? Cú pháp. Được chưa? Syntax này gọi tiếng Việt gọi là cú pháp. Error là gì? Lỗi. Được chưa? Dịch sang cả cụm này thành cái gì? lỗi cú pháp. Được chưa? Mà cú pháp là cái gì? Cú pháp gọi là cái gì? Đúng rồi, cách sử dụng. Ví dụ như như thế này thì gọi thì không thể gọi là cú pháp được này. Cú pháp sai. Ví dụ như kiểu là thế này có ai hiểu gì không? Thì đây là lỗi cú pháp, cái này là viết của từ thiện. Đúng không? Bởi vì loài người nó quy định là chữ phải đọc từ bên trái bên phải, nên tôi viết ngược lại. Thì không ai hiểu cả. Ở đây cái ngôn ngữ này nó quy định là cái tên biến phải đặt như thế nào các bạn. Đặt nó một bằng các bạn đặt sai cái quy định của nó thì nó gọi là lỗi cú pháp. Viết của từ syntax error. Unexpect nghĩa là gì? Expect là mong đợi. Được chưa? Và các cái từ kiểu như thế này nó có cái tiền tố ăn in các thứ kiểu thì nó là gì? Phủ định của cái ý nghĩa của cái từ là sao? Thì unexpect có nghĩa là không mong muốn. Cái đồ là nền. Được chưa? Còn tiếp theo các bạn nhìn ở dưới này này, nó có dòng số mấy? File này. Dòng số 2, đúng chưa? Mở ra xem có đúng dòng số 2. Đúng không? Đó. Đọc và dịch lỗi thì chúng ta mới làm nó nhanh được. Thực ra nó không có nhiều lỗi lắm đâu. Nó chỉ có ăn có expect cái gì? Syntax là nhiều rồi, chúng ta hầu hết là gặp lỗi syntax và một loài vài loại lỗi khác. Cứ tìm, quan trọng nhất là tìm ra được nó ở dòng số bao nhiêu, sửa là xong. Xong chưa? Đấy, đấy là hàng số. Và chúng ta hiển thị giá trị đây đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta làm như thế này, chúng ta để ý này, nếu mà làm như thế này, xong rồi lại đô la name bằng minh chẳng hạn, xong lại echo đô la name này, nó sẽ hiển thị như nào? 1, 2, 3 xong gì nữa? Xong minh xuống dòng đúng không? Đúng rồi, chính sao? Thì ở đây bản chất của biến của chúng ta là biến là một cái thứ nó có thể thay đổi theo thời gian, giá trị có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng mà với constant thì bản chất nó là hàng số. Đúng không? Chúng ta có thể hiển thị giá trị nó ở đây. Và chúng ta thử cố nha, chúng ta thử cố gán lại giá trị cho nó. Như này đúng không? Lại gì? Ui kinh thế nhỉ? Được chưa? Nhìn cái syntax là phát là phải biết là lỗi cú pháp rồi. Và đã đẩy đến cái, để một cái manh mánh này, đã đẩy nhìn đến cái chữ syntax là phát là phải nhìn đến cuối file, cuối cái dòng ấy luôn, là để xem dòng bao nhiêu. Đây. Đấy, dòng 8 luôn là dòng này. Được chưa? Cứ nhìn đến syntax là phải nhìn xuống cuối dòng luôn, bất biết là nó sai ở đâu, sai kiểu gì. Thế là xong. Được chưa? Và ở đây chúng ta không được gán lại giá trị cho hàng. Vậy đó, hết phim. Được chưa? Đây là định nghĩa và cách tạo ra hàng số như là một vài cái quy định của nó.
Xong chưa? Đạt có hiểu không? Đạt. Rồi. Bây giờ này, gập máy tính không? Cứ gập máy thôi, không phải tắt hẳn đi đâu, chỉ gập máy để chúng ta không phải nhìn vào máy tính nữa. Bây giờ thử nghĩ này, với một cái giá trị mà nó không thay đổi như này, thì liệu chúng ta dùng nó để làm gì trong dự án? Ví dụ tên chủ sở hữu cũng đúng, cũng đúng gì nữa, nhưng mà như thế là nó lại chưa thuyết phục lắm. Nếu mà người ta chỉ quy định một cái tên thôi đúng không, và bạn không bao giờ muốn thay đổi cái giá trị của cái tên đấy đúng không, thì người ta đặt cho nó thành một cái biến rất là khó bị trùng lặp vào là xong đúng không? Không hợp lý lắm. Bởi vì để ý này, những cái thứ là khác đấy đúng không? Thì người ta sẽ chỉ người ta nó tôi giải quyết một cách rất đơn giản thôi. Đó là tạo ra một cái biến duy nhất và quy định ở trong đội ấy là tao dùng cái biến này rồi chúng mày không được động vào nữa. Thế là xong nhỉ? Quy định cái gì? Lưu ý này, đây. Để nói đến cái phần này thì chúng ta có một cái mở rộng luôn. Ví dụ tôi tạo ra một cái file mới. Tạo một cái file mới tên là library.php. Library nghĩa gì? Sao bọn này biết? Sao giờ giỏi đấy? Rồi, ví dụ chúng ta có một cái biến là name bằng Minh Tổ. Mình tổ lái. Được chưa? Xong chưa? Cái biến này có được dùng ở trong bên này không? Ví dụ tôi chỉ đơn giản là echo ra cái biến dollar name thôi. Có dùng được không? Chạy thử cái. Undefined nghĩa là gì? Define là định nghĩa. Đúng không? Un là không định nghĩa cái biến. Đây là variable là biến. Được chưa? Name ở dòng số 7 đúng không? Đây. Tức là biến này chưa được định nghĩa. Được chưa? Bởi vì ở trước đây nó có đô la gì đó, nó cũng không chạy qua cái file này. Thế nếu bây giờ tôi viết như này ra. Được chưa? Ý nghĩa của thằng require này tôi mở rộng thêm nhá. Require nghĩa là gì? Chính tiếng Việt nghĩa là gì? Đáp trả, translate đi. Học dốt thì translate đi. Dốt một cách có hệ thống luôn. Hỏi từ nào cũng không biết mới sợ chứ. Yêu cầu. Yêu cầu. Thấy chưa? Thì với cái hàm, đây gọi là hàm nhá. Chúng ta có thể coi đây là hàm, nó giống như cái echo ấy. Với cái hàm require này này, tương đương với việc các bạn bê toàn bộ nội dung của một file A đặt vào cái vị trí require này. Được chưa? Xong chưa? Nào, tập trung vào hiểu đã nào. Cái việc require này, require thường thường chúng ta require nguyên một file. Được chưa? Require nguyên một file. Thì tương đương với việc các bạn Ctrl A cái file này. Ctrl A, copy, vứt toàn bộ nội dung đấy vào cái dòng này. Được chưa? Đến lúc này kết quả khi mà chạy nó có khác gì không? Hiểu vì sao nó output ra Minh Tổ chưa? Xong chưa? Được chưa? Rồi. Bây giờ chuyển sang phần thực tế này. Tôi sẽ cho các bạn xem một cái dự án thực tế code bằng PHP. Đây, con này chẳng hạn. Đố các bạn biết cái project này nặng bao nhiêu mê, tính bằng mê luôn đấy. Hả? 100 mê, 200 mê. To thế. Coi nhá. Đây đúng không? Sáu
Nhiều không? Nhiều không? Đây là dự án nó chưa hoàn thành, nó không làm nữa đấy. Sao? Số lượng file, các bạn nhìn số lượng file. Số lượng file nó chính là cái item này. 45.000 file đúng không? Đúng nhá. 45.000 file. Và chúng ta để ý xem là cái project của chúng ta hiện tại nó đang nặng bao nhiêu mê. Đâu nhỉ? 47 đúng không? 48. Tám kilobit, ba item, đúng không? Sao? Nó gấp rất nhiều lần đúng không? Rất rất nhiều lần luôn đấy. Bởi vì một mê thì bằng bao nhiêu? 1024 kilobit nhân lên 466 lần, đúng chưa? Đấy, nó rất là lớn. Số lượng file trong đấy require nhau rất là nhiều, được chưa? Và cái đội phát triển của cái project sau này của các bạn ấy, đội phát triển ít, nếu mà đã gọi là đội ấy, thường thường ít là 2-3 người. Nhiều là có những cái dự án lên vào tầm khoảng vài chục người. Thậm chí ở laptop có những cái dự án là nguyên một tầng luôn, nguyên một tầng của tòa nhà luôn ấy. Thì phải biết là nó nhiều người như thế nào. Thế cho nên dẫn đến cái việc là tên biến trùng tên nó là chuyện bình thường, đúng không? Bởi vì 100 thằng kiểu gì chả có 2 thằng tên là Minh, đúng không? Gọi đặt tên biến là Minh Nêm chẳng hạn, đúng không? Chả nhẽ đặt là Minh Tổ Nêm và Minh thằng này là gọi là Minh gì? Minh Xoan tên à, đúng không? Thế cho nên là cái tỷ lệ trùng tên ở biến rất là cao, đúng không? Sau lại require tùm lum của nhau. Thế cho nên nếu mà chúng ta có những cái quy định riêng, nếu mà chúng ta không có cách đặt tên mà một cách hợp lý ấy, thì cái tỷ lệ và ghi đè giá trị của nhau là chuyện bình thường, đúng không? Và cái việc đấy nó gây mất bảo mật, mất bảo mật đi. Xong nhá. Cho nên người ta sẽ sử dụng rất là nhiều các cái constant, các cái hằng số để quy định những cái giá trị mà không bao giờ được phép trùng nhau. Và ở đây nó sẽ mang tính chất là thông báo cho người khác là cái hằng số này, cái giá trị này đã được sử dụng rồi, mày không được động vào đấy nữa. Giống như lúc nãy chúng ta sử dụng là hai cái hằng số là name đúng không? Thì sao nó báo lỗi? Báo lỗi ngay, đúng chưa? Thế cho nên là một thằng trước đã viết rồi thì thằng sau sẽ nhận được cái cảnh báo là tao đã dùng rồi, mày không được dùng. Không biết là thằng nào dùng, nhưng mà chỉ biết là nó đã dùng rồi thì mình tránh. Xong chưa? Đó, đấy là một cái. Cái thứ hai là gì nữa biết không? Cái thứ hai là gì? Để tăng cái tính bảo mật của hệ thống lên. Thấy chưa? Tăng cái tính bảo mật lên. Biết vì sao phải tăng không? Bởi vì những cái config, ví dụ các bạn hãy thử tưởng tượng như thế này. Đây là một cái thứ chúng ta tưởng tượng làm với nhau vui vui thôi. Thử tưởng tượng với nhau ra cho vui như này thôi. Ví dụ như tôi có một con hôm qua nói chuyện với một sinh viên cũ của tôi, bây giờ đang làm sàn giao dịch coin, không phải Bitcoin giờ ấy, làm bit nó tự tạo ra coin mới nó chơi. Thì vừa rồi chạy mấy tháng về nó sửa nhà, mua xe được đúng không, mua con mát này mười bảy đồng. Nó làm thì cũng làm về cái sàn đấy, cũng làm một Laravel. Thì nó sẽ có một cái quy định là khi mà khách hàng sử dụng thì tiền nó sẽ chuyển được về tài khoản A, được chưa? Tiền nó sẽ chuyển về tài khoản A và tài khoản của nó, được chưa? Sau đó nếu mà người ta cứ dùng bình thường thì không sao, cái tiền nó cứ về đây. Nhưng mà nếu mà server chẳng may hack của pháp, đúng không? Tức là một cái file nào đấy bị hở, chứ không phải tất cả các file ấy. Một file nào đấy bị người ta có thể truy chọc vào trong đấy là sửa ứng dụng, đúng không? Thì nếu mà nó biết được cái tên biến nào là tên biến quy định cái này, cái tài khoản này, thì nó lại đô la cái tên biến đấy thay bằng giá trị của x, chính là giá trị của thằng hacker.
hơn, tức là nó sẽ chuyển tiền, cái làm dòng tiền nó sẽ không đẩy về đây, nó đẩy về đây, đúng chưa? Đúng không? Cái việc này override giá trị của biến rất là dễ dàng, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển cái giá trị này bằng một cái constant thì nó chỉ lấy được một file thôi, đúng không? Nó có sửa được, được chưa? Xong, tăng một phần tính bảo mật của hệ thống lên, được chưa? ngoài ra các bạn để ý này, ví dụ như sau, tôi có cái library này, ví dụ ở trong file index và tôi sẽ có một file nữa là index2.php, tôi sẽ có một thẻ A chẳng hạn, href này bằng echo ở đây, ví dụ như tôi để ra đường dẫn là file library, đường dẫn là file là echo ra là string Google, đây là homepage, nó tôi chuyển sang google.com, sửa này thành http, đây là trang chủ, được chưa? Trang chủ ở cái bên này tôi cũng lại copy lại cái dòng đấy. Rồi, bây giờ chúng ta vào index thì nó ra cái gì? Đều là trang chủ sang Google đúng không? Bây giờ tôi sang index 2. Nó cũng sang Google đúng không? Cái này điều này bình thường đúng không? Không có gì lạ cả. Và tôi hoàn toàn có thể là đây nó là trang chủ là của tôi là Google. Nhưng mà nếu như sau này tầm khoảng 2 hôm sau sếp tôi yêu cầu thay đổi là nó không chơi với Google, nó chơi với Facebook, nó phải thay đổi cái giá trị trang chủ này thì ra, thì chúng ta vào từng file một chúng ta sửa, ví dụ như này làm cái việc nông dân như này đúng không, làm như này đúng không, lúc nãy project kia là bao nhiêu, 45.000 file, chúng ta thay đến bao giờ? Hả? Sao? Thay đến bao giờ? Có thay được không? Không, cái việc thay nó chắc phải mất cả tháng, đúng không? Thế cho nên là sao? Chúng ta phải đưa ra ở đây ít nhất là một cái biến. Ví dụ ở đây chúng ta có cái biến name, biến ví dụ để đây là homepage bằng t3h.com .vn hả? Ví dụ như thế, đúng không? Sau đó ở tất cả các file này chúng ta tiến hành gì? Làm sao để bê nội dung của nó người cái file khác vào đấy? PHP require. Library.php. Đúng chưa? Và ở đây chúng ta echo cái gì? $homepage. Đúng không? Và ở ngoài kia, ở file index 2 này chúng ta cũng echo, à nhầm, echo $homepage đúng không? Đúng nhá, như này thì thấy ra T3H chưa? Tôi không có cái HTTP cho nên nó sẽ bị như này. Sang nó đã đổi chưa? Bây giờ chúng ta về index 1 cũng vậy. Úi dồi ôi, viết thừa chữ G. Đúng không? Như nhau. Nhưng mà cái biến này nó rất dễ bị trùng. Đúng không? Cái biến kiểu dạng này cực kỳ dễ bị trùng luôn. Cho nên là tốt nhất chuyển sang constant. Được chưa? Và để tránh cái việc bị trùng thì đa phần người ta sẽ sử dụng cái việc là viết constant như này để tránh bị gây ra cái hiểu nhầm. Được chưa? Thường thường các constant của chúng ta sẽ viết hòa toàn bộ ký tự và chấp nhận ký tự gạch dưới thêm vào đây. Tất cả constant thường thường là viết theo dạng là snake case, là tất cả ký tự viết hoa.
Sau này muốn đổi trang chủ gì, ví dụ chuyển thành http://t3h.edu.vn. À, đây là tôi đang sử dụng variable. Đây là homepage. Đúng không? Sao? Đã thấy tác dụng của constant chưa? Ngoài ra trong các phép tính toán, ví dụ như hệ thống nào mà nó liên quan đến số học ấy, ví dụ như cái hiệu số tính lương rồi thì tỷ lệ về thuế, được chưa? Thì những cái thuế đấy nó có khả năng cao, những cái thứ bị có khả năng cao sau này sẽ phải thay đổi. Ví dụ nhà nước thay đổi phát là chúng ta phải thay đổi theo, đúng không? Và quan trọng nữa là cái giá trị đấy nó lại phải được dùng ở nhiều chỗ, đúng không? Thì chúng ta phải bắt buộc phải tạo ra các cái hằng để dùng ở những cái chỗ kia, cộng trừ nhân chia cho nó dễ, xong chưa? Và những cái giá trị đấy là bất biến, và chúng ta lúc nào nhà nước thay đổi phát chúng ta cập nhật một chỗ phát là xong, đỡ mệt, được chưa? Thế thôi, đơn giản mà. Đấy là về hằng số. Có ghi cái gì thì ghi, mà nhớ được cái gì thì nhớ. Hằng số là một cái thứ rất là quan trọng trong dự án, cho nên là cố gắng tận dụng được cái giá trị cái thằng này thì rất là hay. Được chưa? Có cần thời gian để tiêu hóa không? Có bà cái chữ cần gì để tiêu hóa. Nãy giờ nói thì lâu nhưng thực ra nó có cái quái đâu, đúng không? Chẳng có cái gì cả, không khác gì biến. Nào có ai thắc mắc gì không? Tiếp tục này, chúng ta còn nhớ cái này không? Này là làm gì? Hả? Lấy dữ liệu từ URL xuống đúng không? Dollar post là gì? Cũng lấy nhưng mà lấy ở đâu? Form dạng. Form có method bằng post. Rồi ok xong. Cái này người ta gọi cái những cái biến này chúng ta có phải dollar ở đầu là biến rồi đúng không? Đúng không? Biến này chúng ta có tạo không? Mà PHP nó có sẵn luôn. Biến tiếng Anh là gì? Variable. Thằng Đạt đọc lại xem nào. Nói to lên, đàn ông đàn an, nói bé tôi ghét. Cái gì cơ? Đọc lại tôi nghe coi nào. Valuable à? Đọc lại xem nào. Đọc đến cái âm thứ hai là đến sai rồi. Tao hùng đọc lại cho nó nghe coi nào. Hả? Và gì? Vari. Đấy, đọc lại đi. Không sợ, đừng sợ xấu hổ, nói tiếng Anh đừng xấu hổ. Càng xấu hổ càng dạ dễ sai. Tự tin lên. Đúng rồi. Đấy là xong. Thấy chưa? Rồi, dịch cho tôi cái từ này. Từ này chắc ai cũng biết. Từ này đọc là gì ở Vân Anh? Hả? Ở Magic. Magic nghĩa là gì? Hả? Magic nghĩa là gì? Phép thuật à? Ma thuật. Gì nữa? Ảo thuật. Ảo diệu. Kỳ diệu. Vi diệu. Đúng. Những cái thứ mà chúng ta không giải thích được bằng cái cách bình thường thì đành phải tin vào tâm linh thôi, đúng không? Thì ở đây magic nó là kỳ diệu, chúng ta có thể dịch nó là kỳ diệu. Cái này dịch sang là gì? Biến kỳ diệu. Thế thôi, bởi vì chúng ta không tạo nó ra, đúng không? Nhưng mà nó vẫn tồn tại và nó có một cái khả năng nào đấy khác so với những cái biến khác thì chúng ta gọi nó là kỳ diệu, đúng không? Chúng ta có magic variable, đúng không? Ví dụ như dollar get, dollar post, dollar request, dollar server, đúng chưa? Thì với hằng số thì chúng ta cũng có các cái magic gì constant,
Được chưa? À tí quên, cái constant này, từ từ nhá, hold cái giữ từ từ cái phần magic variable này, constant này lại nhá. Constant chúng ta có hai cách tạo, tí quên đấy. Cách thứ nhất là như thế này. Cách thứ hai, đúng rồi, define, đây là tên hàng, còn bên kia là giá trị của hàng số. Đây như này. Được chưa? Tôi comment cái thằng trên này vào. Được chưa? Hàm define sẽ có hai tham số. Tham số đầu tiên là tên hàng, tham số thứ hai là giá trị của hàng. Cái giá trị này chúng ta thích điền số hay điền chữ vào đây cũng được nhá. Nếu mà điền số thì bỏ cái phẩy phẩy đi là sao? Được chưa? Nếu mà điền số, được chưa? Kết quả tương đương, kết quả tương đương thôi, không khác gì cả, đúng không? Kết quả vẫn tương đương. Tôi reload trang này. Thì đây là cách tạo, cách tạo hàng số thứ hai trong PHP. Các bạn thích dùng cách nào dùng, không ai cấm. Được chưa? Rồi, tiếp theo lại quay trở lại với cái magic constant. Rồi, keyword đấy, lại cho 5 phút nữa đi đọc.
không nhá. Magic constant là gì? Xong nhá. Rồi, mình không tổ. Magic constant là gì? Hằng. Nó có tác dụng riêng với cái. Ví dụ. Ví dụ về cái gì? Đô la gì? À quên, gạch dưới gì? Lai. Đúng không? Đó số 8. Gì à? Rồi gì nữa? File. Đường dẫn tuyệt đối đến file. Đúng chưa? Thì đấy nó là tác dụng của một vài cái magic constant. Thì chúng ta cần phải nhớ, ví dụ như kiểu chúng ta có đô la function. Có. À quên nhầm, gạch dưới function đúng không? Không có gì. Nếu viết như này thì không có gì. Đúng chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta viết cái này ở trong một cái function. Function x.
và chúng ta thực thi nó x gì vậy? Dạ, đây tên tôi thay đổi tên của nó. Minh Tổ. Đúng không? Minh Xoan, quên. Minh Xoan. Ôi trời ơi. À quên nhầm, viết sai. Được chưa? Nó lấy được giá trị của tên viết. Ngoài ra, ví dụ chúng ta đưa nó cho trong một cái class. Cái này các bạn chưa được học, mấy đứa mới được học. Class, ví dụ như people. Chúng ta bê cái thằng Minh Xoan này lên. Yeah. Chúng ta có đô la x bằng new people. Và echo ra đô la x cho đến Minh Xoan. Để chúng ta sẽ sửa cái này thành class. Này đúng không? Đúng không? Được chưa? Chúng ta biết được là cái hàm đang chạy là hàm gì, biết được cái lớp đang chứa là cái lớp gì. Được chưa? Thì đấy nó là những một vài cái tác dụng của Magic Constant. Xong chưa? Còn rất là nhiều, chứ không phải là còn ít đâu nhá, còn rất là nhiều nữa, chứ không phải đơn giản là chỉ có như thế này. Thì bài tập thứ nhất Vân Anh ghi vào, về nhà tìm cho tôi tất cả các cái magic constant trong PHP và giải thích ý nghĩa, lấy ví dụ. Cái nào khó quá thì bỏ qua. Xong chưa? Đấy là về hằng số. Còn ai thắc mắc gì nữa không? Tiếp theo chúng ta sẽ học về hàm. Hàm. Tự đọc đi. Chờ mong gì? Tự đọc về hàm và lấy ví dụ cho tôi. Mỗi người 5 ví dụ về hàm. Gì? Làm luôn bây giờ. Dạ. Con đang đi dậy. Con mà dạo không? Con mà dạo không? Làm sao đây? Đã chìm không? Ai quá? Gì bán?
giá gì đấy không? Có thể là in nhưng mà cái nó đi before là xong. Cái gì mà lại lựa chọn không? Không nhờ.
Xong chưa? Đọc cho tôi xem, trả lời cho tôi xem ham là cái gì nào. Ví dụ về nhà làm. Đạt. Hay là
không trả về có được không? Ai bảo thế? Nó không thích trả về thì sao? Có được không? Vân Anh à? Phát biểu lại về Hà này nào. Đọc cùng nguồn với thằng Đạt à? Nào Hùng, anh cũng cùng nốt với chúng nó à? Hả? Không trả về cũng được. Nên hàm nó có ý nghĩa gì? Tại sao chúng ta phải dùng hàm? Để làm gì? Tiến không có trả lời được nữa không? Đó, trả lời nó đi. Có vẻ không đúng lắm. Rồi tiến thế nào? À, ok. Để kiếm cái hàm. Nhà chúng ta có cái máy xay sinh tố. Có ai không có? Máy xay sinh tố để ép hoa quả ấy. Xay. Biết làm sao để nó nát cho hoa quả ra được? Có gì? Hiểu có không? Nhà em không. Mày đi uống nước à? Mày đi uống nước mía rồi chưa? Có đứa nào nhìn thấy cái máy xay nước mía không? Mày ép nước mía không? Nhìn rồi. Đấy là cái hàm đấy. Nào. Đây đúng không? Cái máy ép nó sẽ như thế này. Đúng không? Vận hành em không quan tâm. Không chưa? Thì chúng ta để ý này. Đây là cây mía. Đầu vào đúng không? Và đầu ra nó là cái gì? Bã. Và nước. Đựng ở trong cái cốc. Như này cả. Đúng chưa? Thì sao? Thì ở đây cái máy xay nước mía này chúng ta để ý nó là một cái công cụ. Chúng ta gọi chính xác là một cái công cụ để giúp chúng ta làm sao thực hiện một cái công việc nào đấy lặp đi lặp lại nhiều lần. Bởi vì một ngày nó bạn đang chặt cái nước mía, đúng không? Và với mỗi các bạn để ý này, mía thì không phải khúc nào bằng nhau, đúng không? Không phải cái khúc nào nó bằng nhau, cho nên tùy thuộc vào cái giá trị đầu vào mà đầu ra nó là một cái kết quả khác nhau. Chẳng qua nó là chỉ là thực hiện lại một cái công việc, một đoạn tính toán nào đấy mà chúng ta không muốn viết đi viết lại nhiều lần, thì chúng ta tạo ra một cái hàm, tạo ra một cái công cụ để mình tính. Đấy rồi. Ví dụ như sau. Tôi có một cái mảng. Ví dụ tôi có một cái mảng đô la ARR bằng cái này thì tôi không biết trước, tôi chỉ làm cho nó cái mảng thôi đúng không? Tôi có một vòng for y bằng 0, y nhỏ hơn 10, y cộng cộng. Tôi sẽ có cái đô la ARR ở phần tử, add thêm một phần tử nữa bằng random từ 1 đến 100. Như này. Thì khi mà tôi output ra cái thằng này, tôi sử dụng VADAM thì tôi sẽ có đô la ARR. Thì mỗi một lần tôi F5
thì là một giá trị khác, đúng không? Đúng không? Tôi không biết ở đây trong cái mảng này của tôi là nó sẽ kiểu dạng là nó là thuộc về cái gọi là cái gì nhỉ? Tôi không biết là trong cái mảng này của tôi thằng nào là thằng to nhất. Đúng không? Bây giờ tôi cần làm cái việc là tìm ra cái số to nhất ở trong cái mảng này. Đúng không? Tôi không dùng hàm có sẵn ở trong BP, tôi muốn tự code. Được chưa? Thì cái logic của nó sẽ là gì? Tìm số lớn nhất trong mảng. Ừ. Thì đô la max bằng ARR ở phần tử số 0. Đúng chưa? Xong sao nữa? For y bằng 0, y nhỏ hơn cao của đô la ARR, đúng không? Sau đó là if đô la max nhỏ hơn hoặc bằng cái đô la ARR ở phần tử thứ y thì sao? Đô la max bằng đô la ARR ở phần tử thứ y, đúng không? Sau đó là tôi tiến hành là echo ra cái đô la max này là xong gì, đúng chưa? 95 có đúng 95 không? Đúng rồi, 92 96 71 83 đúng không? Nhưng mà nếu mà sau này đại ca của tôi, thằng sếp, nó lại cần làm cái việc là nó lại tạo ra một cái mảng khác ở một file khác chẳng hạn, ví dụ ở cái file index 2 này, cái thằng đại ca nó là bố rồi, đúng không? Nó lại tạo ra cái mảng là 100 số cơ, đúng không? Bây giờ lại tìm cái số lớn nhất của 100 số này ở một chỗ khác. Vậy chúng ta làm giải quyết bằng cách nào? B cái mở cái bất giả. Lại require vào. Nhưng mà require thứ nhất này, ở đây mới chỉ là tính là echo, đúng không? Đây mới là echo, đúng không? Nhưng nếu chúng ta muốn xử lý tiếp thì sao? Xử lý tiếp một cái đoạn code nào đấy để biến đổi giá trị kia. Tức là tôi không echo nữa, tôi gán cho nó bằng một cái giá trị. Có làm được không? Không được, đúng không? Thế bây giờ chúng ta, nếu mà như cách bình thường là chúng ta phải bê cái mớ này vứt sang đây thì nó mới chạy, đúng không? Đây index 2, đây số lớn nhất 100, 99, 97, đúng chưa? Kết quả tương tự như nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta hãy tưởng tượng quay lại cái project lúc nãy là 45.000 file, đúng không? Nó sẽ có rơi vào tầm khoảng 100 file nó có cái phần tìm cái số lớn nhất này, thì chúng ta phải clone cái đoạn code này ra 100 lần, đúng không? Ok, chấp nhận cái việc clone code ra 100 lần. Nhưng mà sau cái thằng dở hơi đại ca kia nó lại bắt cập nhật một cái gì đấy ở trong cái đoạn logic này, thì lại phải tìm đúng 100 file kia để cập nhật một cái dòng code nào đấy 100 lần. Sau hôm sau nó lại thấy là anh sai em ạ, em lại đổi lại như cũ cho anh. Thế lại vào 100 cái file kia đổi lại code 100 lần. Thế thì có việc làm, đúng không? Làm thế hơi ngu, đúng chưa? Thế vậy thì tại sao chúng ta không làm theo cách là tạo ra một cái hàm, định nghĩa ra một cái function file max, ở đây là nhận một cái tham số array. Array của tôi là x đi, tôi thích đặt là x. Xong rồi trong này tôi sẽ bê cái mớ này vào for tôi thay cái cao ARR thành x. Ở đây tôi có một cái biến max bằng 0. Cứ cho nó bằng 0 đi, kệ nó. Đúng chưa? Xong cái cuối cùng là tôi echo ra cái đô la max. Xong phím gì? Thay vào đó thì ở cái index này tôi đã require chưa nhỉ? Require rồi. Thì tôi sẽ tiến hành là gọi hàm thôi. File max truyền cái biến ARR vào trong. Được chưa? Bây giờ vào index.
Tôi thiếu cái ấy va đam đúng không? Va đam đô la ARR. Đúng không? Được chưa? Và ở bên kia thì sao? Ở bên cái index 2 kia thì sao? Làm tương tự. Index 2. Đúng chưa? Kết quả tương tự. Nhưng mà code của chúng ta làm sao? Ngắn hơn. Performance. Đố các bạn biết performance tức là tốc độ chạy nó sẽ có nhanh hơn hay chậm hơn? Sai. Không nhanh hơn. Không thể nào nhanh hơn được. Bởi vì thứ nhất là mỗi một lần đọc cái file này chúng ta phải bê toàn bộ cái code ở trong này vào. Nó không khác gì mấy. Nó sẽ chậm hơn nhưng mà chậm hơn không đáng kể. Chậm hơn chẳng đáng gì cả. Cho nên chấp nhận được. Ngoài ra nếu mà chúng ta muốn sửa thì vào trong cái file library này vào tìm đúng cái hàm để sửa phát và tất cả các chỗ khác đều được áp dụng. Đúng chưa? Chính xác không? Và bây giờ mình lại thích thằng của nợ đại ca cái nó thích là tìm ra cái số lớn nhất. Sau khi tìm xong rồi cộng nó với 10. Cái yêu cầu hơi ngu si nhưng mà nó thích thế. Đúng không? Bây giờ sao? Ở trong cái hàm này chúng ta không echo chẳng sao. Chúng ta chuyển cái echo thành return. Trả về một cái giá trị sau khi biến đổi của hàm. Thì chúng ta ở cái index này chúng ta sẽ có là có một cái biến hứng đô la max hứng cái này. Hứng cái này. Sau đó echo ra đô la max cộng 10. Có sao không? Chẳng sao. 108, tức là số 98 là số to nhất. Được chưa? Ổn chưa? Đấy. Thì tóm cái váy lại. Hả? Đó là một tập hợp code. Tập hợp code nha đây. Tập hợp các câu lệnh được đặt tên. Được chưa? Được đặt tên. Ví dụ như chúng ta gọi cái này gọi là cái gì? Cái máy em mía. Đúng không? Thì cái việc tạo ra cái việc này, tạo ra cái function này tương đương với việc chúng ta dán cái máy này vào. Được chưa? Dán cái máy này vào và để đấy, cắm điện để đấy. Được chưa? Xong chưa? Và các bạn để ý này, chúng ta ai ra hàng nước mía cũng gọi cái máy đấy là máy ép mía. Đúng không? Thì ở đây cũng vậy. Khi mà tạo ra một cái hàm rồi thì trong hệ thống nó sẽ công nhận đây là một cái hàm riêng, một cái bộ máy riêng. Được chưa? Và có một cái tên không thể nào trùng nhau. Tất nhiên chúng ta có thể đi đè một cái hàm chuẩn bị được. Nhưng mà luôn luôn chỉ có một cái hàm có một tên thôi. Xong chưa? Sau đó nếu mà chúng ta ra ngoài hàng bán nước mía chỉ bảo nó dí dí cái cây thì là nó có chạy không? Không. Mà phải sao? Bấm nút bật công tắc. Đúng không? Thì ở đây cái bật công tắc ấy, tiếng Anh người ta gọi là invoke. Thằng con ở đây có thằng nào trên đô la không? Ở trong đô la có một thằng tướng tên là invoker. Cái thằng ấy smart trưởng cái nhỏ. Invoke là challenge. Invoke là gì? Invoke là thực thi. Tiếng Việt chuyển sang tiếng Việt. Thực thi nhỉ? Nó biết sai ấy. Thực thi hoặc là dẫn cờ, dẫn đúng. Invoke hoặc là call. Thế gọi từ nào thì gọi. Thế dùng từ nào thì dùng. Call, call, gọi. Gọi hàm, tiếng Việt chúng ta hay gọi là gọi hàm. Hay còn nếu mà call đấy thôi thì hay gọi là thực thi, execute. Cái từ này là từ quốc tế nó dùng này. Từ này là từ các cái tài liệu kiểu dạng là tài liệu của về khoa học ấy thì nó hay dùng cái từ này, từ invoke. Khi mà thực thi một cái gì đấy nó gọi từ này là từ chuẩn. Còn code là kiểu dạng là từ normal, từ bình thường, kiểu từ dân dã.
Còn tôi hay dùng cái từ này, từ thực thi, execute. Được chưa? Thì ở đây, đây là cái lúc mà chúng ta bấm nút này. Cái máy nó có sẵn rồi, bây giờ chỉ có nhét mía vào bấm nút thôi. Được chưa? Không bấm nút thì không ra nước đâu. Được chưa? Không bấm nút thì không có nước. Cho nên là phải thực hiện cái việc cồn này. Thì chúng ta mới thực thi cái dòng lệnh có ở trong này. Hàm do chúng ta định nghĩa ra. Được chưa? Và hàm hoàn toàn có thể là gì? Có return hay không return đều được. Xong chưa? Đấy là ví dụ về hàm. Rồi, bài tập về nhà, lấy cho tôi 5 cái ví dụ về hàm. Đơn giản thôi mà.